Xin chào hết thảy quý anh chị em. Cảm ơn Chúa rất là nhiều vì sáng hôm nay chúng ta lại có cơ hội để được cùng với nhau học lời Chúa về sự thờ phượng. Cảm ơn Chúa vì chúng ta luôn có lời của Ngài để nâng đỡ, khích lệ chúng ta đúng lúc. Và buổi sáng hôm nay chúng ta sẽ cùng học với nhau một câu kinh thánh trong Thi Thiên 34 câu 8. Hãy nếm thử và nhận biết Đức Giê-hô-va tốt đẹp dường bao, phước cho người nào nương cậy Ngài. Theo bản dịch truyền thống thì là khá nếm thử xem Đức Giê-hô-va tốt lành dường bao, phước cho người nào nương náu nơi Ngài. Thi Thiên 34, đây là vừa là bài ca của vua David, nhưng đây cũng chính là những lời mà ông đang muốn nói với những người đang theo mình. Trong câu 4 và câu 6, David nói: Tôi đã tìm cầu Đức Giê-hô-va và Ngài đáp lời tôi, giải cứu tôi khỏi các điều sợ hãi. Kẻ khốn cùng này kêu cầu và Đức Giê-hô-va nhậm lời, Ngài giải cứu người khỏi mọi nỗi gian truân. David muốn kể cho các thuộc hạ của mình nghe về cách mà Đức Chúa Trời đã giải cứu ông, đã nhậm lời ông và giải cứu ông khỏi vua Philistine lúc này, đó là Abimelech. Và sau khi đã kể xong câu chuyện về cách mà Chúa đã giải cứu, thì ông mời gọi họ hãy nếm thử Đức Giê-hô-va tốt lành dường bao. Đây là một lời mời gọi, cũng có thể xem đây là lời giới thiệu của vua David về Chúa của mình, lời giới thiệu của một người nào đó trở nên đáng tin cậy khi họ thật sự trải nghiệm qua điều đó. Vì vậy mà sau khi nghe lời chứng của David và những gì Chúa đã làm cho ông, tôi có thể nói một cách chắc chắn rằng David đã thật sự nếm biết được sự tốt lành của Chúa dành cho ông. Nếm, đây là một động từ mà chúng ta thường nghe, thường thấy là trong việc khi chúng ta nêm nếm thức ăn để chúng ta có thể biết rằng thức ăn đó mặn hay nhạt hay là như thế nào đó. Và khi muốn thử mùi vị của một món ăn nào đó thì chúng ta thường là nếm. Chúng ta thường nếm một ít, dù chỉ là nếm với một lượng rất là nhỏ thôi, thì chúng ta cũng có thể đánh giá được món ăn đó như thế nào. Và cũng theo cách tương tự như vậy, David mời gọi những người đi theo ông hãy nếm thử Đức Giê-hô-va tốt lành dường bao. Bài học mà tôi học được cho chính mình ở đây đó là chúng ta không cần trải qua hết mọi điều tốt lành thì chúng ta mới biết được Chúa thật tốt lành. Nhưng chúng ta chỉ cần nếm, chỉ cần một chút ít trải nghiệm của chúng ta với Chúa thì chúng ta chắc chắn sẽ thấy được, sẽ hiểu được sự tốt lành của Đức Chúa Trời là như thế nào. Kinh Thánh khích lệ chúng ta hãy nếm thử. Đây là lời mời dành cho tất cả chúng ta. Nếm là một từ rất là cá nhân. Chỉ có cá nhân chúng ta khi nếm thì chúng ta mới biết được rằng Chúa có thật sự tốt lành không. Dù cho có nhiều người làm chứng tốt về Ngài như thế nào đi chăng nữa thì cá nhân chúng ta phải nếm biết được sự tốt lành của Chúa là như thế nào. Là những người thờ phượng Chúa, xin Chúa cho chúng ta thật sự nếm biết được sự tốt lành của Ngài để, thứ nhất, để cho lời chứng của chúng ta về Ngài là thật sự. Thứ hai, đó là để cho sự siêu tôn, sự tán tụng, sự tôn vinh của chúng ta dâng lên cho Chúa đó thật sự xứng hợp và thích đáng cho Ngài. Và thứ ba, đó là để chúng ta có cơ hội để được trải nghiệm những phước hạnh trong việc nếm biết sự tốt lành của Đức Chúa Trời. Đây là giai đoạn mà nhiều người trong chúng ta trải qua rất nhiều hoạn nạn và khó khăn. Có thể điều mà chúng ta đang trải qua đó không phải là sự ngọt ngào mà dường như là chán đắng. Nhưng thưa anh chị em, Chúa là người cha rất mực yêu thương. Ngài luôn yêu thương con cái của Ngài và Ngài chẳng bao giờ quên chúng ta. Kinh Thánh cho chúng ta biết rằng dầu người mẹ có thể quên con mình, nhưng Chúa sẽ chẳng bao giờ quên chúng ta đâu. Và Chúa Giê-xu Ngài cũng phán rằng ta đến để cho chiên được sự sống và sự sống dư dật. Chúa không nói dối và lời Ngài là thành tín và chắc chắn. Vì vậy, như David, tôi mời gọi mỗi một anh chị em
hãy nếm thử sự tốt lành của Đức Chúa Trời. Hãy đối diện với tất cả những gì mà chúng ta đang trải qua đó với một hy vọng, với một lòng tin chắc rằng Chúa vẫn đang quan tâm, Chúa vẫn đang rất tốt lành, Ngài vẫn đang chăm sóc chúng ta mỗi một ngày và Ngài đang dành cho chúng ta điều tốt nhất. Có thể nói thì rất là dễ, việc làm điều đó trở nên rất khó cho chúng ta. Nhưng xin Chúa Giêsu là đấng đang ngự trong mỗi bọn anh chị em, Ngài thêm sức để chúng ta có thể vượt qua giai đoạn khó khăn này với lòng tin chắc rằng Ngài đang sắm sẵn điều tốt nhất cho mỗi chúng ta và Ngài không ngừng yêu chúng ta. Kinh Thánh cho chúng ta biết rằng phước cho người nào nương cậy Ngài. Vì Chúa Giêsu phán: ta luôn ở với các con cho đến tận thế. Trong thư tín Roma đoạn 8 từ câu 38 đến câu 39 thì Phaolô nói một cách quả quyết rằng: vì tôi đoán chắc rằng dù sự chết, sự sống, các thiên sứ, các bậc cầm quyền, việc hiện tại, việc tương lai, các quyền lực chiều cao, chiều sâu hoặc một tạo vật nào cũng không thể phân rẽ chúng ta khỏi tình yêu thương của Đức Chúa Trời trong Đấng Christ Jesus. Chúa vẫn luôn ở bên cạnh chúng ta, Ngài vẫn chăm sóc, vẫn yêu thương chúng ta, vẫn liên tục bày tỏ tình yêu của Ngài, dù rằng đôi lúc chúng ta không cảm nhận được. Vì vậy, xin Chúa dùng lời của Ngài kéo chúng ta lại gần Ngài càng hơn nữa và cho chúng ta trải nghiệm, nếm biết sự tốt lành của Đức Chúa Trời trên cuộc đời của mình. Thì giờ này mời mỗi một chúng ta hãy đến với Chúa trong lời cầu nguyện. Dù cho chúng ta đang trải qua điều gì, dù cho chúng ta đang ở trong hoàn cảnh như thế nào, nhưng hãy tin chắc một điều rằng Chúa luôn tốt lành. Vậy nên hãy nếm thử Đức Giê-hô-va tốt lành chiều bao. Xin mời mỗi một chúng ta hãy đến với Chúa và cầu nguyện trong thời giờ này. Chúa, chúng con cảm ơn Ngài vì chúng con được làm con của một Đức Chúa Trời chí cao, vĩ đại, đầy quyền năng, nhưng cũng rất mực yêu thương con cái yêu dấu của Chúa. Ngài luôn tốt lành mọi lúc, mọi nơi, trong mọi hoàn cảnh chúng con đang trải qua. Có thể những điều khó khăn chúng con đang đối diện đang làm cho chúng con không còn nhạy bén với tình yêu của Chúa, thì Chúa ơi, nhờ sự sống của Chúa Jesus Christ đang sống trong chúng con, xin giúp chúng con đối diện với mọi điều, trải qua tất cả những sự khó khăn với hy vọng, với sự tin quyết rằng Chúa vẫn đang yêu chúng con, Ngài vẫn đang chăm sóc, Ngài chẳng quên chúng con. Chúa ơi, xin giúp anh chị em chúng con, nâng đỡ chúng con, dùng lời của Ngài kéo chúng con lại gần Ngài. Một lần nữa, Chúa ơi, xin giúp chúng con khát thử xem Đức Giê-hô-va tốt lành dường bao, khát thử xem sự tốt lành của Đức Chúa Trời dành cho chúng con mỗi một ngày là dường bao. Chúng con cảm ơn Chúa, cảm ơn Ngài vì mỗi một ngày chúng con đang được Chúa gìn giữ, và con cầu nguyện xin Ngài tiếp tục bảo vệ, gìn giữ chúng con trong giai đoạn đầy khó khăn này. Cảm ơn Cha của chúng con. Chúng con tôn cao Chúa, biết ơn Ngài thật nhiều, và chúng con hết lòng cầu nguyện những danh Chúa Jesus Christ. Amen. Cảm ơn Chúa rất là nhiều vì lời của Ngài. Xin lời Chúa sẽ nâng đỡ, khích lệ và giúp chúng ta bước đi trong tuần mới đầy hy vọng và nếm thử xem sự tốt lành của Đức Chúa Trời ở trên cuộc đời của mình. Xin Chúa ban phước, ban bình an, bảo vệ và gìn giữ mỗi một anh chị em. Hẹn gặp lại anh chị em chúng ta trong tuần tới.